Trong hai ngày 20 và ngày 21 tháng 8, chương trình Áo Trắng Đến Trường lần thứ 7 đã được tổ chức tại trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Quốc Toản, xã Đắc Ha, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Hàng trăm phần quà thiết thực đã được chương trình gửi đến trường và các học sinh khó khăn. Chương trình Áo Trắng Đến Trường năm 2022 do Đoàn Bệnh viện Ung bướu, Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn báo Sài Gòn Giải phóng, Đoàn Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Khoa Dược Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Chi đoàn Xí nghiệp Chế biến và Chi đoàn Trung tâm Kinh doanh Chuỗi cửa hàng Vishan, Công ty trách nhiệm hữu hạn MD Trường Thịnh phối hợp tổ chức. Đây là một cái hoạt động mà mọi người cùng chung tay thực hiện, từ công việc nhỏ nhất là vận chuyển những cái món hàng, những món quà rất là nhỏ, nhưng mà khi mình trao tay tới cho mọi người á, mọi người đem nở những nụ cười và các em rất là nôn nao để được nhận những món quà này và kể cả những các cô chú lớn nữa. Đây là lần đầu tiên mà Sơn tham gia chương trình này và cũng hy vọng là sau này có nhiều cơ hội để mình được chung tay và góp sức cho hoạt động này nhiều hơn nữa. Hơn 90 các bác sĩ tình nguyện đã vượt hơn 200 cây số từ Hồ Chí Minh để đến trực tiếp tại xã Đắc Ha, tỉnh Đắk Nông, trao tặng trực tiếp những tình cảm yêu thương của đoàn viên thanh niên thành phố đến với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đắk Nông. Cũng đã từng là một trẻ em nghèo. Khi đó thì mỗi khi mà đến mùa vào năm học mới thì tập sách là ba mẹ phải đi xin sách cũ nè, rồi cuốn vở thì phải xé những cái cuốn năm ngoái còn lại để đóng thành cuốn tập mới. Thành ra bác Hùng hiểu những cái khó khăn của trẻ em vùng sâu vùng xa bây giờ, và bác Hùng cho rằng là cái hoạt động này vô cùng ý nghĩa vì một phần nào nó đã đỡ đi những cái khó khăn cho những cái gia đình mà có hoàn cảnh rất là éo le tại những cái vùng sâu vùng xa như thế này. Đắk Ha là một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, tập trung đông người dân tộc thiểu số, còn nhiều hộ nghèo cận nghèo. Với tinh thần lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, chương trình Áo Trắng Đến Trường được tổ chức góp phần chia sẻ khó khăn của bà con, chăm lo cho học sinh sắp vào mùa tựu trường. Ban tổ chức đã trao 12 suất học bổng dành cho học sinh khó khăn vượt khó, 1 triệu đồng một suất, 500 áo trắng, 500 cặp học sinh, 5.500 tập vở, 500 bộ dụng cụ học tập gồm bút lông kim, bút chì, gom, thước kẻ, hộp bút, 500 lốc sữa. Đoàn tổ chức khu ẩm thực, trò chơi dân gian có thưởng cho các em học sinh. Đặc biệt, đoàn tặng thầy và trò trường tiểu học Trần Quốc Toản một tủ sách yêu thương gồm 500 cuốn sách mới trị giá hơn 25 triệu đồng do nhà xuất bản Kim Đồng tài trợ, một máy lọc nước trị giá 18 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 400 lượt người dân nghèo, tặng 400 phần quà nhu yếu phẩm, 400 thùng mì cho 400 hộ nghèo của xã, gian hàng quần áo không đồng gồm quần áo cho trẻ em và người lớn, đồ chơi trẻ em và các nhu yếu phẩm. Hệ thống thư viện của trường thì hiện giờ các cái đầu sách cũng có nhưng mà đang còn rất là thiếu thốn. Được cái tặng của đơn vị đối với trường, đây là một cái nguồn cổ vũ rất lớn đối với học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Quốc Toản. Mỗi lần đi tới một cái vùng đất mới thì nó đều một cảm xúc mới, quan cảnh rồi người dân thì em có một người rất thích đi, nhưng mà mỗi chuyến đi khám sức thiện nguyện nào thì cảm xúc động lại cuối cùng cũng chỉ là cảm giác hơi buồn, do là thế dân mình vẫn còn khổ và cái kiến thức vẫn còn chưa được phổ cập nhiều quá, thì hy vọng là có thể giúp được nhiều hơn trong cuộc sống của người dân vùng sâu vùng xa hơn. Bác sĩ nói bảo là huyết áp cao, rồi cô tự biết là cô đi làm nhiều hay là hay đau lưng, rồi đau vai, rồi tê tay, nhức đầu. Cảm ơn các chương trình là bác sĩ ở Hưng Điếu, ở Sài Gòn lên thì cảm ơn nhiều, không có cái gì trả ơn được. Anh Hà Hiếu Trung, Bí thư Đoàn Bệnh viện Ung bướu cho biết, năm nay là lần thứ 7 hành trình Áo Trắng Đến Trường đến với các em học sinh tại các địa phương còn khó khăn trên cả nước như Kiên Giang, Bình Thuận, Sóc Trăng, Đắk Nông. Trong nhiều năm qua, hành trình này đã mang yêu thương tiếp sức đến trường cho hơn 3.500 học sinh tiểu học với hàng trăm phần học bổng, đồng thời mang yêu thương đến với hơn 3.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn.